Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Bảo. Hôm nay Bảo sẽ review, hướng dẫn cho các bạn cái cách chỉnh âm thanh của trên xe VinFast Fadil như thế nào để cho nó hay. Và thường thì khi các bạn mua xe, cái âm thanh mà nó đã set up sẵn trên xe thì khi mà các bạn lấy xe về nghe nó sẽ không hay đâu. Nhưng mà nhiều người họ sẽ không có để ý, hoặc là những người mà lớn tuổi họ không có mò mẫm nhiều nổi nữa đó, thì họ sẽ không có biết cái phần này. Thì bây giờ mình sẽ làm cái video này chỉ có vài cái thao tác thôi, nhưng mà âm thanh trên xe VinFast nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Rồi bây giờ các bạn xem, đây là cái bảng bay, và bảng bay hay là bảng full gì hầu như là nó cũng sẽ, cái cách chỉnh cũng sẽ tương đồng với nhau. Thì các bạn sẽ chọn menu và các bạn sẽ chọn số 1 setting. Đó. Tone setting thì trong đây nó có sẽ là âm bass và âm treble. Đó. Thì bây giờ âm bass này, tại vì khi mà mình mua xe về mình cảm thấy là xe ủa sao âm thanh nó cũng không được hay cho lắm, thì mình vào đây mình mò, mình vào đây mình chỉnh xong mình thấy là cải thiện rất là nhiều nha. Các bạn chọn bass nè. Các bạn chỉnh lên. Bass này các bạn chỉnh hết luôn. 12. Và các bạn back ra nè, chỉnh xuống. Cái này là cái âm mà giống như là mình đã chỉnh rồi, thì mình thấy kiểu này giống như cái voice á, thì giống như là chỉnh về cái tiếng của ca sĩ. Thì các bạn có thể nha, nhưng mà thường thường mình đi xe thì mình nghe những cái dòng nhạc sôi động thì nhiều, nên là cái này thì mình có thể là chỉnh từ 0 đến 2 á, kiểu vậy. Xong, treble các bạn cứ chọn 12 cho mình. Và đặc biệt một cái, mình để mình biết nó nghe như thế nào là hay rồi, thì các bạn á, khi các bạn chỉnh thì các bạn hãy chọn một cái thể loại nhạc nào mà các bạn thường nghe nhất và các bạn thích dòng nhạc nào nhất, thì các bạn chọn một cái bài nhạc đó với âm thanh, với cái chất lượng âm thanh nó ok chút xíu. Ví dụ như các bạn lên YouTube hay gì đó cũng được, các bạn chọn cái bài hát, giống như thí dụ như bây giờ mình sẽ chọn cái bài hát sôi động đây. Và khi mình mở lên, tại vì ở đây mình không mở được vì lý do bản quyền, thì các bạn chọn cái bài hát mà các bạn cảm thấy là ok âm thanh. Giống như ví dụ các bạn chuyên nghe về thể loại acoustic nhẹ nhàng, hay là nhạc đen, nhạc R&B ví dụ vậy, thì các bạn chọn một cái bài nào đó các bạn thường nghe đó. Các bạn mở lên, và trong cái lúc bạn nghe, bạn chỉnh theo cái của các bạn để nó phù hợp với cái, đúng theo cái nhu cầu của bạn. Các bạn cảm thấy nó vừa đủ là các bạn cho nó nằm nghe đó, thì âm thanh của mình nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Ở đây mình cho, tại vì mình nghe nhạc sôi động nên là mình chọn, ở đây nó cũng có rất là nhiều chế độ nè, rock rồi này kia, custom rock, country ra này kia, rất là nhiều thứ luôn đó. Thì nó chỉnh sẵn cho mình thôi chứ không gì hết. Nhưng mà mình thấy là các bạn vô trong đây và chọn một cái bài hát, chỉnh theo cái nhu cầu, cái sở thích của mình, thì là âm thanh nó sẽ cải thiện. Rồi và mình sẽ tạm dừng video ở đây. Các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn của mình để được một cái âm thanh ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Mình thấy những cái điều thú vị nào mình sẽ review lại cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.